với sứ mệnh mang đến cho người Việt cơ hội chữa trị chuẩn quốc tế ngay tại Việt Nam. Chúng tôi, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế DNA, khách hàng hoàn toàn có thể đặt trọn niềm tin vì chúng tôi sở hữu đội ngũ bác sĩ đến từ nước ngoài và nhiều cố vấn chuyên môn hàng đầu trong lĩnh vực sức khỏe, làm đẹp như Nhật Bản, Hàn Quốc. Tại đây, chúng tôi tiến hành kiểm tra tình trạng sức khỏe khách hàng để thiết kế liệu trình điều trị phù hợp nhất. Truyền tế bào gốc là một trong những liệu pháp được nhiều khách hàng tin dùng. Đây được xem như là một liệu pháp trẻ hóa toàn diện từ trong chính cơ thể, giúp cải thiện trí nhớ, chất lượng giấc ngủ, bệnh lý về tim mạch. Đến với Bệnh viện Quốc tế DNA, khách hàng hoàn toàn có thể đặt trọn niềm tin vì chúng tôi sở hữu đội ngũ bác sĩ và nhiều cố vấn chuyên môn hàng đầu. Tất cả đều hướng đến mục tiêu mang đến cho bạn sự tự tin, niềm hạnh phúc khi sức khỏe được cải thiện bên trong và nhan sắc được thăng hạng bên ngoài. Bệnh viện Đa khoa Quốc tế DNA, địa chỉ 1015 đường Trần Hưng Đạo, phường 5, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Hotline 1900 2840.